Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Harry Ewan phải đến bệnh viện điều trị sau khi vận động quá sức. Harry Ewan có tên thật Lee Esther sinh ngày 23 tháng 6 năm 1985 là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình người Hàn Quốc gốc Việt. Harry được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tên Harry Won trong tiếng Hàn có nghĩa là mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy. Cô có bố là người Việt, mẹ là người Hàn. Harry Won bày tỏ cô khao khát được làm mẹ từ nhỏ nhưng vì căn bệnh ung thư tử cung khiến cô chưa thể thực hiện được. Dù đã trải qua phẫu thuật hai lần nhưng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn chưa ổn định. Mới đây, nhà sản xuất vừa hé lộ đoạn clip giới thiệu tập cuối chương trình chị em chúng mình. Trong tập này, Harry Won khiến khán giả xúc động khi tâm sự về chuyện sinh con, bà xã trấn thành cho biết bản thân từ lâu luôn khao khát có con. Nữ ca sĩ từng lên kế hoạch kiếm tiền, ổn định cuộc sống với mong muốn sau này có thể lo tốt cho tương lai của đứa bé. Harry Won bộc bạch, "Bản thân tôi từ xưa đến bây giờ luôn khao khát chuyện có con. Khi dưới 30 tuổi, Lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định chứ không phải muốn đẻ là đẻ. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và mua được một căn nhà cho bản thân. Nhưng hiện tại thì Harry Won nghẹn ngào khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Cô cho biết chưa thể sinh em bé vì căn bệnh ung thư cổ tử cung có nguy cơ tái phát. Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ hai lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh. Harry Won rơi nước mắt chia sẻ. Khi đối diện căn bệnh, Harry Won không dám nói chuyện điện thoại trực tiếp với mẹ để chia sẻ bệnh tình của mình vì sợ bà lo lắng, chỉ dám nhắn tin. Khi chương trình kết nối tới mẹ ruột của Harry Won trên sóng truyền hình, bà nhắn nhủ con gái Esther à tên tiếng Hàn của Harry Won, thật lòng mẹ rất cảm ơn con. Cảm ơn con vì là con gái của mẹ. Và điều đặc biệt quan trọng là mỗi khi con cảm thấy mệt mỏi hay có việc gì khó khăn thì hãy nhớ nói với mẹ nhé. Đừng có giấu mà chịu đau một mình con nhé. Những lời tâm tình của mẹ khiến Harry Won không khỏi nghẹn ngào. Trước đó, trong tập 10 của chương trình Harry Won cũng từng nghẹn ngạo tuổi thân khi chia sẻ. Đến thời điểm này thì chị Khanh, Lâm Vĩ Dạ cũng có con rồi nhưng em thì chưa. Một phần cũng do sức khỏe của em. Em đã phẫu thuật tử cung hai lần nên giờ tử cung của em ngắn hơn người bình thường. Khi mang bầu sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần nữa là có con thì mình không làm được gì hết trong vòng 2 năm tới trấn thành kể chân tay harry won bắt đầu run lên mất tự chủ không kiểm soát được lúc đó nam danh hài không biết harry won đang bị tụt canxi chỉ thấy vợ bảo chóng mặt quá tôi cũng đang giận nên nghĩ chắc harry won lại kiếm chuyện để gây sự bắt tôi phải xin lỗi nên tôi bỏ mặc nhìn tôi như vậy harry won càng điên và căng thẳng hơn nữa anh cho hay đang đi chân tay Harry Won bắt đầu run lên, co giật, méo miệng. Trấn thành vì hoàng sợ nên vội lấy tay giữ mặt cho Harry Won không bị méo mồm và bảo em bình tĩnh. Từ sân bay, cả hai bắt ngay taxi để tới một bệnh viện tại Hải Phòng. Lúc được Nam Danh Hải bế vào xe, tay Harry Won vẫn giật liên hồi. Vào bệnh viện, vợ tôi đã co giật như thế rồi mà người y tá còn xin tôi chụp hình. Tôi giận lắm. Nam nghệ sĩ tâm sự rằng anh nằm bên vợ, nắm tay so bóp và chấn an. Em không sao hết, có anh ở đây rồi. Mãi đến khi bác sĩ vào cấp cứu, được truyền nước biển, cơn nguy hiểm của Harry Won mới qua đi. Một lần nữa về sau, vợ chồng tôi lại gây lộn chuyện gì đó và Harry Won cũng bị lên cơn co giật y như vậy. Đến lúc đó bác sĩ mới chỉ cho tôi biết đây là chứng hạ canxi chứng này còn nặng hơn tụt đường huyết, khiến mình bị co giật. Nguyên là do vợ tôi xúc động, stress mạnh quá, MC Trấn Thành nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.